Sớm không biết. Để con hỏi thăm ha. Dạ con chào ba. Dạ. Có gặp chưa bà? À bà gặp con á hả? Chưa, con chưa gặp bà lần nào hết. À. Cô vô nhà. Dạ. Bà cho con hỏi nè, có ai quay phim bà như con quay vậy không? Quên rồi, sao bà nói bà gặp rồi? Nhớ anh ngoài kia. Ngoài nào bà? Ngoài Đồng Khởi phải không? Vậy hả? Không, con chú gặp bà lần nào hết? Dạ. Dạ. Cho con hỏi bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? 30. 30 hả? Nay là 87 tuổi. 30 sao 87 được? Tuổi. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 2010 89 tuổi rồi. Dạ. Yeah. Được rồi bà ơi, con ngồi dài cũng được. Dạ, con ngồi thấp dài cũng được. Dạ. Yeah. Bà là có mấy người con tất cả gì bà? Ba người. Cái hồi Mỹ vô thì mình về trái à. Ông đi qua trâu nổ ông chết. Nổ ông chồng chết. Dạ. Chết cái để lại ba đứa con. Dạ. Thằng trai hai đứa con gái. Dạ. Giờ thằng trai nó mổ thận ba lần. Dạ. Còn đứa con gái tự sình nay nó năm mấy tuổi, nó đột ngột nó chết ngay 3 năm. Dạ. Rồi còn đâu người nữa bà? Giờ còn người ở với tôi nó đau gan chứ đau giò. Đau gan đau giò. Khám bệnh chợ quán. Khám ở đâu bà? Khám nhà thương chợ quán. Bệnh viện chợ quán á bà hả? Dạ. Dạ. Ai đem đi vậy bà? Xe ôm ra đó. Thế xe ôm đi ha. Dạ. Dạ. Đi lâu chưa bà? Đi mới. Đi sáng sớm ha. Dạ. Dạ. À, cái cô đó bị gì? Bị gan với bị gì nữa bà? Bị gan với nó đau hai cái chân nó nè. Hai cái chân bị gì bà? Đi không được nhất á. À đi không được. Đi được, đứng được, không có ngồi chỗ. Dạ. Đi đứng được à. Dạ. Vậy có đi làm gì không bà? Mặc cái hồi nó chưa đau nó đi bán bánh mì. Dạ. Giờ nó không có đi được. Bán đi nó đau. Vậy là ngồi ở nhà vậy thôi bà hả? Nó ở nhà đặng nó lựa ve chai đó. Cho bà. Cơm nước gì ăn. Mẹ dạ. Con sống nhà bằng nhà này là nhà mướn. Nhà thuê, dạ. Thuê bao nhiêu tiền tháng vậy bà? Tháng 1.2 triệu. Tháng 1.2 triệu ha. Dạ. Cho con hỏi bà tên gì á bà? Tên Nguyễn Thị Quán. Nguyễn Thị Quán. Dạ. Dạ, là năm nay 89 tuổi rồi. Dạ. Dạ. À bà ơi, vậy bà có tiền nhà nước trợ cấp không ạ? 89 tuổi rồi là có rồi chứ. Khẩu quê. Quê ở đâu bà nhỉ? Quê Đức Huệ, Long An. Long An ha. Rồi bà có về quê làm sổ không bà? Ở trên có thằng con nó đau đó, nó ở đó. À. Có cái gì nó làm giùm. Dạ, à là con cái người con của bà là ở dưới Long An á. Dạ. Dạ. Ở Long An mà cái làng cái xứ quân Long An chứ giờ cái người đó là ở Bình Hòa Nam. Quận Đức Huệ. Dạ. Đức Huệ, Long An. Dạ. Rồi bà có hay về quê không bà? Ít có đi, không có tiền, không có đi. Dạ. Ở đây sống như nhỏ đó đó. Thì cô đó cũng đi làm gì được hả bà? Thì hồi trước thì nó đi bán bánh mì. Dạ, nhưng mà bây giờ hết đi được rồi hả bà? Bây giờ đi lâu cũng được, không có bán. Dạ. Ở nhà. Rồi bây giờ bà đi lượm ve chai để sống hai mẹ con vậy thôi. Dạ. Ve chai cũng không có lượm. Vậy tiền đâu sống bà? Bà con người ta cho. Người ta cho ve chai á hả? À, có khi người ta cho gạo, cho tiền. Có khi bà chủ này 1.2 triệu chưa bà lấy 1 triệu. À, phòng trò này là 1.2 triệu hả bà? À, điện nước chưa bà? Điện nước hết rau. Là 1.2 triệu. Dạ. Bà chủ đó khi thương tình cho bớt 200 còn lấy 1 triệu thôi. Dạ. Dạ. Con nghe nói là bà đi lượm ve chai hàng ngày hả bà? Đi mỗi ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng đi là mấy giờ là bà bắt đầu đi rồi? Đi
đi rồi về rồi giờ nghỉ chị. Mấy giờ đi lại bà? Hai giờ đi lại. Đi đến mấy giờ mới về vậy bà? Đi lát về chừng 3-4 giờ về. 3-4 giờ về tối là khỏi đi bà ha? Không, không có đi. Dạ, đến sáng là đi lại. Dạ. Mấy giờ là bà bắt đầu đi buổi sáng bà? 5 giờ khuya. 5 giờ sáng sớm là đi rồi. Cô đưa ghế cô ngồi. Dạ được rồi bà ơi, cô đứng được rồi. Dạ, ngồi trò chuyện với bà chút nữa. Dạ. Dạ. Rồi ngày một ngày đi lượm vậy là bán cả ngày luôn hay là để dồn với lại mới bán một lần bà? Để đó lấy mấy người da chai lợi họ ghé họ mua. Dạ, để dành vài bữa bán một lần ha. Dạ, không có bữa nào bán bữa đó. À, bữa nào bán bữa đó. Vậy một ngày bán được 50 ngàn không bà? 30 có, 50 có. À, 30, 50 là cái đó là mới đủ tiền trò chứ nhiêu. Dạ. Dạ. Nói có trời bà con người ta cũng cho gạo đồ ăn. Dạ, thương người ta cho gạo ha. À. Dạ. Chứ với cái mức thu nhập đó mà hai mẹ con sao đủ sống được? Dạ, đâu có sống được. Bà cho con hỏi này, sao mình ở quê cho nó thoải mái hơn á bà, nó đỡ tốn kém á bà? Ở quê đâu có ai mướn làm gì. À. Đâu có làm ví dụ gia trai này được, ở không thì lấy gì tiền thì sống. Dạ. Nên xuống đây phải ở đây mướn nhà đặng làm sống bữa ngày. Bà lên Sài Gòn vậy là bao nhiêu năm rồi bà? Lâu rồi, đây cũng 3 năm rồi. 3 năm, hồi trước ở quê làm ruộng bà ha? Dạ. Dạ. Bà đi về có nhức mỏi, có mệt lắm không bà? Mệt chứ, nhức mỏi gì lắm, đau lưng gì lắm. Bà gặp con chắc 10 năm rồi, mà bà nói bà lên đây 3 năm, bà nhớ dễ hả bà? Nhớ lắm. Tôi thì nhớ, thì quên. À, dạ, gần 90 tuổi rồi mà. Giờ nói đâu quên đó, ở đây lâu lắm rồi. Vậy là quê là hơi có chút trí nhớ nó hơi hơi kém rồi đó bà. Quên. Là lâu lắm rồi đó. Bây giờ như thấy bà thầy nếu quên chứ không biết ở chỗ nào rồi đi tới. Hồi trước giờ ở đây luôn hả cô? Ừ. Dạ. Cô này gọi điện cho con nè. Dạ. Dạ, cô biết hoàn cảnh của bà thì cô nhờ con lên đăng giùm cho một cái video. Dạ. Dạ, đăng lên mạng đó bà. Dạ. Ừ, thì con lên nhưng mà con không gặp được cô con gái của bà. Dạ. Chiều nó mới về. Chiều mới về ha. Dạ. Cái cô đó có chồng con gì không vậy bà? Không, chồng nó đi nghỉ vụ chết. Chết rồi, có con chưa? Có con hả bà? Không. Chưa có con thì ở vậy luôn ha. Giờ, yeah. Dạ. Cô cho con hỏi là cô biết cái người con của bà là cái cô đó bị gì mà sao không đi làm vậy cô? Cô đó là hồi cô tới đây á là cô thấy cái cô đó lết hả? Ừ. À, lết. Nói là bị phong thấp không có đi được. À, bị phong mà lìa cái chân á bà hả? Dạ. Yếu cái chân đúng không? Yếu. À, cái phong là dẫn đến yếu cái chân. Yếu chân. Dạ. Rồi bây giờ là có thêm cái bệnh gan gì nữa. Là dạ. Nghe bà mới nói cách đây chắc mấy tháng rồi nói là cô đó bị bệnh gan gì đó, bây giờ mới đi chữa. Dạ. Dạ. Bà vậy là hàng ngày là bà đi lượm ve chai, đi xin ve chai khu vực nào bà? Đi từ chợ 20 vòng vòng về tới đây đi qua đi lợi chứ không có đi xa được. Dạ. Đi tới bên bà thầy đường vòng về đây. Cứ vòng khu vực Hiệp. Dạ. Tân của mình thôi ha. Dạ. Dạ. Nhà nhờ cũng nhờ bà con mà sống. Có người cho gạo, cho da chai rồi chứ đâu có lợm. Ta để người ta bán, người ta đâu có bỏ dục đâu. Rồi bà cứ đi quen người ta thương, người thấy bà già người ta cho vậy đó. Dạ. Người ta cho không à, chứ không có mua chắc gì tiền. Không có mua ha. Dạ. Dạ. Ai cũng thương, thấy nhiều ít gì cũng để dành cho. Và gần 90 tuổi rồi mà cũng phải đi lượm ve chai. Dạ. Rất là vất vả. Con biết không, bà có cái hồi trước là bà cầm cái bao bà kéo. Dạ. Ai đóng cho cái xe đó rồi bỏ lên cái xe đó thì xe đó ai cho vậy bà? Ở đang tìm địa phương mấy người bán cà phê đó thấy kéo cái bao từ nghiệp mà chúng à vậy hả? Con chưa coi nay con không biết này. Dạ, tí này con coi ha. Dạ. Cái xe để ngoài chỗ đóng giấy. Dạ. Cái xe không phải cái xe mà để mà còng cái mà có cọng dây rồi kéo vậy đó. Dạ.
Rồi cơm nước bà về là cô nấu cho bà ăn hả bà? Nó nấu tôi ăn, đủ quần áo nó giặt rồi này đó, nó lo rồi nó phụ ngoài. Dạ. Về lựa cái nào ra cái nấy bán chứ không phải để gì bán được. Dạ dạ. Rồi bà nói cái người con trai bây giờ là ở dưới quê hả bà ha? Ở dưới quê nó có vợ có con. Dạ. Vợ nó mần cỏ hay chanh đường ta đó, nuôi nó chứ tôi đâu nuôi nó nổi. Dạ. Cái chú đó bị gì á bà? Hồi nãy bà nói đồ mổ. Bị mổ thần mấy lần đó? 3 lần. À, bị sỏi thần hay là sao vậy bà? Sỏi thần là nó nhiều lắm, mổ 3 lần. Dạ. Và bây giờ chú đó sức khỏe chắc cũng yếu lắm bà ha? Yếu. Cái tay này nó liệt dở lên không, tại mặt dở không được, tay trái dở được. Dạ. Nó có vợ có con. Dạ. Nó biểu tôi ở nhà tiền đâu ăn. Kêu ở nhà với chú à bà hả? Nó thương mẹ, nó khóc quá trời. Tôi nói là sao để má đi, má sống có gì gặp chứ còn mày xuống thăm tao nó xuống hoài. Dạ. Là số bà còn khổ ghê luôn á. Ở trển nó đâu có chuyện gì làm bà thầy. Ở quê mình không có ai mướn làm gì, không có vụ gia trai này đâu. Dạ. Hồi trước đây là bà làm cái nghề gì bà? Hồi trước ở quê thì đi buôn bán, đi ghe đồ đó. Dạ. Biết làm rồi tới trường giặt nó nghỉ về mới đi xuống đây. Dạ. Tôi khổ lắm em ơi. Dạ con nghe qua hoàn cảnh bà thì con biết rồi, hoàn cảnh rất là bi đát luôn. Bây giờ con nhưng mà hai người con cũng không có được mạnh khỏe để làm để lo đỡ đần cho bà. Dạ. 90 tuổi rồi mà phải đi lượm vệ xin ve chai. Hai cái chân bà ôi cái chân bị sao vậy bà? Phù vậy đó. Đi quá cho nó phù lên. À chắc đi nhiều quá đó. Bà có đi khám rồi gì không bà? Có, bà cũng dự khám cho thuốc uống. Bên này nè. Dạ, bà có bảo hiểm y tế không bà? Không có. Không có luôn. Bà có giấy chứng minh nhân dân không bà? Có. Chứng minh mà sao bà không mua cái bảo hiểm á? Sao hôm trước con nói con mua cái bảo hiểm cho bác nữa? Ở quê nó mua giùm tôi, nó cho ra chi. Hôm trước con nói là đưa cái chứng minh nhân dân con mua cái bảo hiểm, bác nói bác có rồi. Thì có rồi, nhưng chứ còn ở đây người ta không có cho. Ủa, tạm trú là có cái hôm trước lấy... con. Dạ, bà lấy cho con coi đi bà. Sao hôm trước con nói là đưa cái chứng minh đi mua bảo hiểm cho, nói có rồi, tôi có rồi. Trời. Bà không có nhớ đúng không? Dạ. Dạ. Bác chạy theo, cô chạy theo, cô nói là đưa cái chứng minh đi, con đi mua cho hai mẹ con hai cái bảo hiểm. Dạ. Cô nói không, cô, bà... Cái phòng trò nhỏ quá cô ha. Phòng trò nhỏ chút xíu à. Dạ. Cái người con gái là mất đó đúng không cô? Ủa sao cái thần đứng tay phải thờ đứng vậy đó? À giờ hồi trước chắc cũng đợi đần được bà ha. Đâu có, ở dưới quê mẹ. À dạ cho con mượn đi bà. Dạ. Mình có ấy đó cô. Bà Nguyễn Thị Ray. Ray là con mà nhỏ đó đó. À là vậy hả? À. Con của bà đâu? Bà đưa lộn. Đây là cái cô Ray này là con gái của bà đó bà ha. À, nhưng mà sao đăng ký hộ khẩu thường trú ở Bình Tân vậy bà? Nhà của ai bên đó bà? Đăng ký đó rồi có cũng xuống men rồi ta cũng cho. À không, mỹ là con hỏi cái địa chỉ này nè, là nhà của ai mà người ta cho mình đăng ký thường trú ở đây nè. Tôi giờ không biết gì không? À, bà không biết luôn, hỏi bà cũng hơi khó. À cái sổ hộ khẩu đó của ai vậy bà? À của cô đó hết luôn ha. Dạ cho con mượn đi bà. Hôm trước thầy có nói có, cô nói đó, con mua cho bác đó.
bác nói bác có rồi. Nè có. Dạ cho con mượn đi con coi thử có phải không. Dạ. Cái này của nhỏ đó. Ở đây hai mẹ con. Đúng rồi, có bảo hiểm nè bà. Tới 5 năm mà bảo hiểm nó còn xài ngon lành mà. Bảo hiểm mà nhưng mà bảo hiểm này là xài dưới quê. Dưới xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Và bây giờ đi nhà thương mình cũng không có tốn tiền nữa. Dạ. Bà đi là khám bệnh không có tiền bà là Nguyễn Thị Hoáng. Sinh năm 1930. Hoáng 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 đổi nhau á. Hoáng đồ á. Hoáng là hát á, hát. Chứ không phải chữ quán, phải quê quán đâu. Hồi nãy mình đọc vậy là sai á cô. Khi mà dạ. Né chữ hát nè. Nguyễn Thị Hoáng. Có tên Quán mà cũng dạ. Tên Quán đó. Ở Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Bà sinh năm 1930 là năm nay 89 tuổi rồi đó. Gần 90 tuổi rồi đó, Tết này là 90 rồi đó. Đi xuống này thầy ơi, em đi đâu ta cũng không ăn tiền. Không ăn tiền đúng rồi. 90 tuổi rồi mà ăn tiền bà chi nữa. Đây con gửi lại cho bà bỏ vô giùm con với nha. Không, Hoáng. Tại vì miền Tây đọc rồi mình đôi khi mình nghe nó vậy. Thầy có nói cho xin giùm tôi nó có rồi. Dạ, có rồi đó bà. Dạ. Uống thuốc dữ lắm mà bệnh quá trời. Dạ. Cái cung phù đó cô ghi là sợ tiểu đường. Đi khám đâu cũng không có tiền người ta cho. Dạ. Dạ. Bà hồi xưa giờ có ai giúp đỡ bà gì nhiều không? Có cô bác cũng cho gạo, có khi cũng cho tiền chút tỉnh. Dạ, bà cũng thật quá ha, có gì kể hết. Rồi bà có mong ước cái gì không bà? Giờ mình nghèo, giờ trời thương thì cô bác cho gì thì hưởng đến ấy, chứ biết gì mong ước đâu bây giờ. Đâu bây giờ? Bà thầy cũng giúp đỡ. Dạ cô này á hả? Dạ có bà con gì không mà giúp nhiều vậy bà? Có bà con gì bà không? Cô không, đây nè. Không có bà con nhưng mà kêu bằng người khó thì bà thầy bà thấy bà thương bà cũng cho chứ. Không dạ. Có bà con đây tôi ở trên Long An đây không có bà con ai hết. Dạ. Thôi thì hôm nay con ghé con thăm bà. Dạ. Thì có cái chai dầu gió xanh của cái anh Thạch. Anh này ở bên Mỹ á, anh gửi cho bà. Đây con gửi cho bà nè, cái chai dầu gió xanh đó bà. Để bà xoa bóp những lúc mà bà đi nhiều đau nhức mỏi chân cẳng đồ đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà hôm nay con gặp được cái cô con gái của bà anh ơi. Để. Dạ, thôi bữa khác con có dịp con ghé con thăm ha. Dạ. Thì ngoài ra có cái số tiền 100 đô của cái chị Hành Đào này ở bên Mỹ á. Chị gửi cho bà 100 đô la Mỹ là được 2.320.000 đó bà. Dạ. Dạ để bà có tiền trang trải thêm trong cuộc sống vậy á. Dạ. Bà nhưng mà con nghĩ bà cũng nên coi thử sức khỏe mình, sức khỏe bà giờ sao? Sức khỏe thì bị mần quá rồi nó mệt. Dạ, con nếu mà con mệt quá thì đi khám bà. Dạ. Dạ đây con gửi tiền cho bà hả bà ha. Dạ. 1 triệu nè bà. Dạ, 2 triệu bà. Rồi 320.000. Dạ. Rồi thôi bà cất đi. Cảm ơn. Cái chị ở bên Mỹ á, cái chị Hành Đào này ở bên Mỹ á, chị gửi về chị cho bà. Dạ. Dạ, bà cảm ơn dạ, chị đó. Cũng cảm ơn cái chị đó nhờ chú chuyển lời giúp đỡ cho tôi, mang ơn nhiều lắm. Dạ. Nữa mang ơn bà thầy quá trời, nhờ bà thầy mới gặp chú. Dạ. Cái này không đấu bài của con đâu, con đem giúp rồi. Phải dầu hổng nhờ con vậy. Người khó thì cũng nhờ bà con giúp đỡ. Không chú với bà thầy làm sao mà cô này biết được. Dạ cái cô này cô gọi điện cho con. Cô nói là bà cụ dạ. Đi đường ve chai nuôi người con gái bị dạ. Cái tật ở chân gì đó. Tội lắm thì con ghé con thăm bà. Rồi thầy, bà thầy ơi ăn trái nhớ, nhớ kẻ trồng cây và uống nước nhớ người đầu giếng. Tôi cũng nhờ bà nhờ chú nhớ gặp
cô này. Dạ. Cảm ơn. Rồi, dạ để con truyền lời cho bà. Dạ. Bà giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Con ghé thăm bà rồi có dịp thì con đi ngang đi làm ở đây thì con ghé con thăm bà lại. Thì chú làm đây gần không? Dạ con đi hết khắp cái Sài Gòn này luôn á bà. Dạ. Đi nhiều lắm. Thôi giờ tôi cũng không biết ai là ai, giờ anh em mà đi cùng với chú cũng gửi lời thăm anh em mình giỏi hết. Dạ. Nhiều sức khỏe, may mắn nhờ cô bác giúp đỡ dùng cho anh em lên đường may mắn vạn sự như ý nhân chú. Dạ dạ. Rồi. Vậy thôi con chào bà ha. Dạ. Dạ, chiều nay bà đi lượm nữa hả? 2 giờ đi. Thôi hôm nay có tiền nghỉ ngày đi. Dạ, nghỉ giờ tới chiều nghỉ. Hôm nay cô đã cho tiền rồi đó, nghỉ ngày cho khỏe đi. Thôi giờ cũng nhờ cháu gửi lời thăm giúp đỡ cô, mang ơn cô nhiều. Dạ. Cô Đào, cô Đào dạ, ở bên Mỹ á. Dạ. Cảm ơn anh em vạn sự như ý giúp đỡ dùm tôi, cũng cảm ơn nhiều quá. Dạ dạ, rồi vậy thôi được rồi bà. Bà dạ. Bà nghỉ khỏe ha. Dạ. Rồi con chào bà. Tội nghiệp là thầy không có đứng không. Dạ. À đây, cái này là cái xe tự chế để bà lượm xin ve chai rồi bà kéo á cả nhà. Bà ở cái vòng tròn này là ở cái chỗ tròn này đây cả nhà ơi. Địa chỉ là số 28 đường Trần Văn Giáp, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Tới đây hỏi bà hồi nãy bà Hoáng, bà Hoáng lượm ve chai là người ta chỉ ạ. Dạ. Ve chai.